pin sạc dự phòng Bayset 20.000 mAh tích hợp LED và cáp C2Lightning ha. Tích hợp cáp C2Lightning dính liền luôn các bạn ha, liền thân giống như một cái dây đeo để coi công nghệ sạc nhanh nó là gì. BBS luôn các bạn ha, cổng CBD in out BBS luôn ha. Hay quá. Thì nó có mã hàng là BBQD20i, mã dài thòn luôn ha. Dung lượng là 20.000 mAh, dung lượng thật ra là 12.000, hiệu suất nó là trên 75% ha. Thôi nói cái này nó lâu lắm, mình nói trực tiếp đi cho nó nhanh ha. Thì chúng ta có một cái cục pin sạc dự phòng nhỏ, đẹp, thời trang, dung lượng khủng 20.000 ha. Công suất PD 20W và tích hợp luôn cái cáp liền thân. Cáp liền thân này nó vừa là cái cáp vừa là dây treo. Để sử dụng cáp á, thì chúng ta móc cái cáp này ra ha, chúng ta kéo cứ mạnh dạn mà kéo thôi ha. Muốn kéo dài ngắn tùy bạn, nhưng mà tối đa nó 19cm thôi. Chúng ta kéo ra luôn cũng được ạ. Kéo xuất ra luôn cũng được bạn. Chúng ta chỉ cần lấy cái kéo á, chúng ta cắt rồi chúng ta kéo ra luôn ha. Rồi khỏi xài luôn. Ok. Đùa thôi. Thì mình để vậy đó để mình test cho nó dễ. Thì mình đi sơ qua về cái ngoại hình đó đi ha. Quá đẹp luôn bạn ơi. Nút nguồn đây nè, nó thể hiện dung lượng pin ha, có đèn LED thể hiện dung lượng pin. Do nó mới, nó còn cái seal á, cho nên các bạn thấy nó hơi ghẻ vậy, chứ mà bạn tháo seal ra nó mới lắm nha. Đó. Hôm nay dịch giật quá cho nên lo việc công ty, không có lo việc cá nhân được, không có còn trăm tí nào mà buôn bán thời điểm này ha. Lo công ty trước. Đây, chúng ta có một cái cục pin sạc dự phòng như vậy ha. Và để nói sao về kích thước á, nó nặng 360g, trọng lượng tịnh như vậy ha. Về kích thước nó so với cái iPhone 12 Pro Max này, nó tới cái camera thôi ha, nên rất là gọn. Và bây giờ mình đi vào thông số kỹ thuật của nó ha. Cái này nó không có tặng cho chúng ta cái cáp nha các bạn ha, tại vì nó tích hợp cáp sẵn rồi, nó không tặng cho chúng ta cọng cáp nào rời nữa đó, không có tặng cái cọng cáp nào hết, như vậy thôi. Nó có màu tím nè, màu đen là màu trắng nè. Này có loại khác nữa mà mình bán loại này thôi, loại khác là nó tích hợp cái cáp là cáp C chứ không phải là cáp Lightning ha. Chúng ta có củ màu đen nữa nè ha. Đây là củ màu tím dành cho những bạn chuẩn men ha. Hệ bóng á là chúng ta chơi được. Và nếu không thì chúng ta mua tặng cho bạn gái của mình ha. Khi những củ sạc màu tím này rất dễ thương, tặng bạn gái chắc chắn bạn ấy sẽ thích ha. Và khi dùng á, thì mang bên mình thì lúc nào cũng nhớ đến mình ha. Công đôi việc. Nó gồm có hai cái cách in. Đây chính là để chữ IP nè, tại vì nhỏ quá bạn thấy á, là iPhone ha. Đây là cổng cáp Lightning. Khi chúng ta input á, chúng ta input bằng cái cáp Lightning cũng được, thì input cáp Lightning nó hơi lâu thôi ha, tại vì nó 20.000 mAh, mà cái cáp Lightning này input chỉ 10W thôi, 5V 2A. Hoặc chúng ta input bằng cái cổng C. Cổng C này có điểm đặc biệt thứ nhất á, là nó input là 18W. Nó cổng C này mình test rồi ha, là chúng ta sẽ thấy nó tích hợp là PD nè, quyết giạc nè, BBS nè, nhưng input là 18W thôi. Đặc biệt out thì đủ 20W ha. Output nó tới 20W luôn, cho nên chúng ta thể sạc nhanh cho iPhone 12 nếu chúng ta dùng thêm một cáp C2Lightning nữa, hoặc là chúng ta dùng cáp C2C 100W á, 20V 5A để chúng ta sạc cho 20W. Cho những cái BBS cho thằng Samsung Note 10 cộng trở lên, S10 cộng trở lên ha, nhưng mà nó chỉ sạc 20W thôi. Cổng A, đặc biệt cổng A nó cũng tích hợp hai công nghệ luôn. Rồi đối với những điện thoại Huawei á, nó sẽ sạc Supercharge 22.5W cho Huawei. Còn với những cái điện thoại Android bình thường hoặc là mấy củ sạc dự phòng bình thường á, thì nó sẽ sạc quyết giạc 18W. Nghĩa là chúng ta đúc cái điện thoại Android bình thường vào thì nó 18W ha. Còn Supercharge như điện thoại Huawei thì nó sạc maximum là 22.5W. Và đặc biệt là khi chúng ta sạc iPhone á, cái này rất là hay nè. Chúng ta sạc iPhone nó có sẵn là chúng ta không
chỉ cần đi chơi chúng ta mang theo cái cục pin này thôi, chúng ta không mang thêm cáp nữa ha. Đây là nó theo thông bộ công bố của nhà sản xuất á, là chúng ta sẽ sạc 20W ha. Cổng cáp Lightning này cũng chính là cáp C2 Lightning 20W các bạn ha, rất là gọn luôn ha. Chúng ta vừa để đưa mặt bóc mình lên đây, chúng ta có thể vừa lướt web, vừa chơi game, hoặc là chúng ta vừa đi vừa nhắn tin mà chúng ta vẫn đang sạc ha. Còn đi ăn đi uống gì đó, để cái bập trên bàn nó cũng rất là gọn ha, nó không có chiếm diện tích như mấy cáp dài khác. Và thứ ba cũng đỡ tiết kiệm tiền ha, đỡ được phải mua thêm mấy cáp Citrulline 20W nữa, này nó có sẵn rồi. Đó là một cái điểm rất là tuyệt. Và cái điểm mà hạn chế duy nhất là khi chúng ta sạc hai thiết bị hoặc ba ha, đây là một thiết bị, hai thiết bị, ba thiết bị. Khi chúng ta sạc hai hoặc ba thiết bị cùng lúc á thì nó đều cho công suất tổng chỉ 15W thôi. Cho nên nếu chúng ta sạc hai thiết bị nó có 15 và sạc ba thiết bị nó có 15W. Đó là một cái điểm hạn chế thôi, còn những điểm mạnh nó quá trời. Điểm mạnh mình thích nhất ở tất cả các pin sạc dự phòng đó chính là khả năng nạp xả cùng lúc ha. Cái pin này có khả năng nạp xả cùng lúc các bạn. Ok, thì để nạp xả cùng lúc thì chúng ta chỉ in, mình in cái thằng cổng C nè, mình out bằng cái cổng A và out bằng cái này thôi ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ test cái input nó trước ha. Để test input nó thì chúng ta dùng một cáp C2C. Input cổng C nó là 10W nha các bạn ha. Cổng C, C nó là 18W nha các bạn. Lightning mới 10W mình nó lộn ha. Đây chúng ta input cho nó nè. Quá đẹp, cáp đẹp lắm. Thôi để lại cho lịch sử đi ha, để lại gì cho lịch sử. Khi để gì thì nó là một cái gì quên rồi, cái dây treo rất là dễ thương, rất là thời trang. Đó, input maximum 18 này đến 17, ok ha. Còn nếu chúng ta không có input nó bằng cái cáp C2C thì chúng ta có thể input nó bằng cáp A2C nha các bạn ha. Tại vì nó tích hợp rất là nhiều công nghệ sạc nhanh ở cổng C, vừa là PD 3.0, BBS và huyết chạc nữa, cho nên chúng ta sạc cái cáp C là được ha. Nó sẽ ra maximum 18W input. Đây là mình đang sạc cổng A nha. Đang sạc cổng A nha. Bạn thấy nó nhảy chữ BD không? Đó, nhảy chữ BD gì đó. 19W ha. Chúng ta thấy chữ BD bên phải màn hình đó, 19W. Ok, đó là chúng ta vừa test cái input bằng cái cổng C, vừa bằng C2C và A2Lightning luôn, A2C luôn ha. Còn nếu chúng ta dùng cáp C2Lightning á, chúng ta có thể dùng cáp C2Lightning chúng ta sạc cho nó và ngược lại luôn cũng được ha. Nghĩa là chúng ta lấy cáp C2Lightning nè, chúng ta sạc iPhone. Nếu chúng ta không thích dùng cái cáp theo cáp dính liền của nó, chúng ta sạc đây. Mình chỉ mang theo cáp C2Lightning thôi ha. Đó, mình cắm vô, quất vô, mình sạc iPhone cho mình. Đây khi cho out cái này á là nó 20W các bạn ha. In thì 18 nhưng mà out là 20. Chúng ta đợi xíu ha. Nó sẽ chuyển lên dòng BD, khi nào mà sạc nhanh nó hiện chữ BD. Còn chưa sạc nhanh nó sẽ không hiện BD. Đó, chúng ta có chữ BD rồi nè, 20W luôn, maximum đúng thông số kỹ thuật của nhà công bố luôn ha. Nhà sản xuất công bố. Nó thì chúng ta có thể lấy cáp này, chúng ta sạc ngược lại cho nó ha. Khi mà chúng ta lỡ mang cáp C2Lightning nè, chúng ta không mang cáp C theo á, thì chúng ta sạc ngược cho nó bằng chính cái cổng cáp C2Lightning này luôn ha. Chúng ta input cổng Lightning nè. Theo công bố của nhà sản xuất á, thì input Lightning này nó chỉ maximum 10W thôi các bạn ha, 5V 2A.
có mấy cáp MC Dodo này mình thấy chất lượng và là rất là chắc chắn nha. Thứ hai là có đèn led xem cũng đỡ đỡ phải dùng cái máy đo nó. Thì hãng công bố là 10W thì chúng ta ấy input 10W đúng luôn à, rất là hay. Đó nghĩa là dù mang theo cáp Silanin này thì chúng ta không cần mang thêm cáp gì hết á, nhưng mà sạc bằng Silanin thì lâu thôi, chúng ta sạc bằng cáp C2C hoặc A2C nó sẽ nhanh đầy hơn ha. Ok, đó là chúng ta đã test input và output hai cổng rồi ha. Còn đối với những thiết bị mà Android bình thường á, Android bình thường thì mình sẽ sạc nhanh bằng cái cáp A2C ở cổng A nè, nó sẽ sạc nhanh cho điện thoại Android hoặc là những pin sạc dự phòng khác nha. Cái cắm cổng A mà lấy cắm này thì rất là nhiều cáp luôn. Từ hồi mình mua mấy cáp MC Dodo này mình kinh doanh đó thì mình đã không còn ít dùng máy đo nữa. Tại nó có công suất rồi, với hai nó rất là đẹp. Đây, mình test cổng A các bạn ha. Màu xanh. Chỉ màu xanh mới sạc nhanh nha. Khi nào cái cáp này chữ BD mới sạc nhanh các bạn ha. Nó có chữ BD ở trên này bạn thấy không? Đó, từ từ. Đó. Này chữ BD rồi đó. 20W luôn. Đó. Cái cổng A này nó tích hợp SCB 22.5W và quyết giạc 18W, cổng này nó quất lên 20W luôn nè các bạn ha. Ok. Đó là khi chúng ta đang sạc một thiết bị ha. Bây giờ thử chúng ta quất thêm cái iPhone nữa. Chúng ta sẽ sạc thêm cái iPhone ở cái cáp dính liền của nó nữa. Để xem hai thiết bị cùng lúc đó thì nó sạc bao nhiêu watt các bạn ha. Đó, chúng ta đang sạc hai thiết bị cùng lúc ha. Đây. Giờ đây ha. Cái này nó chuyển thành sạc thường rồi nè. Còn 8.9W. Đó, khi chúng ta cắm thêm một thiết bị nữa thì nó cũng là vậy thôi bạn. Chúng ta cắm thêm thiết bị nữa thì nó cũng 15W maximum mà. Mình chơi luôn thêm một thiết bị nữa ha. Sạc ba thiết bị cùng lúc nè. Thêm cái thằng pin sạc dự phòng của thằng Samsung quá trời dây nhợ luôn mọi người ơi, mang ra bớt đi. Ok, đây là chúng ta đang sạc ba thiết bị cùng một lúc ha. Chúng ta chỉ sạc có thằng Samsung này nó có 2W thôi, ở dưới thì 6.5 là 8.5 thì ông nội này cũng phải 6.5 thôi. Nói chung là total là 15W á. Bạn chia sao cũng được, nhưng mà khi mà sạc ba thiết bị một lúc á thì chúng ta nên sạc vào buổi tối hoặc là chúng ta sạc những thiết bị sạc dòng thấp á thì chúng ta sạc nhiều cổng cùng một lúc. Còn bây giờ chúng ta test in out cho nó ha. Mình có muốn hai mình muốn cách hai lần ha. Cách hai lần là do nó có in in hai hai cách đó là Type C và Lightning, thì chúng ta sẽ test cái việc mà chúng ta sạc Type C trước và test Lightning luôn để xem coi nó có vừa nạp vừa xả cả hai cổng không ha. Lấy ra. Đây là chúng ta đang input cho nó nè. Bạn thấy không? Đang input cho nó 11 12 maximum 12W ha. Và cái iPhone này vẫn đang sạc bình thường nha các bạn ha. Chúng ta vẫn đang sạc iPhone này ha. Đây là chúng ta đang dùng chức năng in out cùng một lúc nha các bạn ha. Đó, khi in out một lúc gì á, chúng ta sạc buổi tối hay hơn nha, tại vì chúng ta hay sạc được nhiều thiết bị một lúc. Thì chúng ta sẽ sạc thêm một cái này nữa ha, chúng ta cắm với cổng A luôn. Đó, chúng ta sạc tới luôn, sạc ba thiết bị cùng lúc luôn. Nói ba thiết bị cùng một lúc là sao? Nghĩa là chúng ta đang sạc cổng A cho cái pin này. Tại đây mình không còn điện thoại thôi ha, các bạn có thể sạc cổng A cho một cái điện thoại khác.
cáp Lightning này chúng ta sạc cho iPhone của mình. Và thiết bị thứ ba là chính nó đó, nó cũng đang được sạc á. Đây chúng ta đang sạc iPhone, đang sạc cho chính hắn ha, và đang out luôn, đang out cũng nghe là ra được 6.5W ha, 7W. Thằng iPhone này tiếc quá, do tích hợp liền thân nữa mình cũng chả biết nó là bao nhiêu watt nữa. Ồ, 18W luôn bạn. Khi chúng ta in out cùng một lúc á, nó vẫn input đủ 18W luôn. Đã ha. Nó vẫn input đủ 18W. Còn out chỉ biết được thằng A thôi, do thằng A đo được, còn thằng Lightning này tích hợp vô thân không đo được. 18W luôn. Wow. Ok, bây giờ thử test bằng cái cáp Lightning. Mình sẽ test thử cái vừa in vừa out bằng cổng Lightning xem được không nha các bạn ha. Tại vì nó input một trong hai mà, mình test luôn cả hai coi. Nhưng mà nếu mà được thì cái test cái thằng đầu Lightning có 10W thì nó sẽ lâu đầy hơn ha. Được luôn. Khi mà test cổng Lightning thì hơi bất ngờ là nếu mà test Lightning là input nè, 10W luôn nè. Này mạnh dữ, lên 11W luôn. Đang sạc cho này là 1.mấy W, nhỏ lắm. Cũng đang sạc iPhone nè, đó. Nếu chúng ta input bằng Lightning, vừa nạp vừa xả bằng Lightning thì chúng ta còn dư cổng C nè, chúng ta có thể sạc thêm một thiết bị khác nữa. Đó, mình quất luôn một cái pin sạc dự phòng nữa ha. Nghĩa là khi chúng ta input khi chúng ta input bằng cái cổng Lightning vừa nạp vừa xả thì nó sẽ thể sạc được 4 thiết bị một lúc, nghĩa là sạc 3 thiết bị ngoài và sạc cho chính nó. Cái này trong khi lúc đăng mình chỉ đăng là 3 thiết bị một lúc thôi nha, tại vì mình cũng quên đi là cái Lightning này nè, input Lightning thì chúng ta sẽ có 3 cổng output thì nó sẽ sạc 4 thiết bị một lúc, là chúng ta sạc đây một cái dự phòng này, một cái sạc dự phòng này, một cái iPhone và chính cho nó ha. Vẫn input 11W luôn ha. Dữ. Này 1.8 mà. Ông nội này có 1 à. Ông nội này không biết. Nói chung là cho test cho vui bạn, cho mất thời gian thôi, chứ thật sự là chúng ta input bằng cái cổng Lightning mà nạp xả cùng một lúc nó rất là lâu. Tại vì input Lightning nó chỉ có 10W thôi, cho nên chúng ta nên input sạc vừa nạp vừa xả bằng cái cổng C á, để chúng nó sạc vào 18W, nó out ra hai cổng kia chắc cũng phải 15W thì chúng ta sẽ sạc được 3 thiết bị thôi cho nó nhanh. Chứ chúng ta sạc 4 thiết bị một lúc á là nạp xả bằng cái cổng input Lightning và out là Lightning dây tích hợp rồi Type C cổng A, nó rất là lâu ha, công suất nó thấp. Trừ khi các bạn sạc dòng thấp và chúng ta ngủ sạc qua đêm mà chúng ta để là ok thôi. Chứ input bằng Lightning nó phí lắm tại nó lâu. Này cục này hai mình nó thôi, nó là 20.000 mAh rồi, thêm cái iPhone khoảng 3.000 nữa, thêm cái thiết điện thoại khác nữa thì nó rất là lâu ha. Ok, đó là mình đã giới thiệu xong các bạn một cái pin sạc dự phòng nhỏ gọn, tiện dụng, đẹp, thời trang và có nhiều màu sắc để chúng ta chọn lựa. Nam mình thấy chọn màu trắng, màu đen ok nè, màu tím thì mấy bạn nữ hoặc mua tặng mấy bạn nữ được. Ok ha. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hết kéo ra, tại kéo ra quá đẹp bạn. Nhấn nút nguồn cho nó đẹp lên cái này mà tắt nè.